Xin chào mọi người, hôm nay mình đi theo một con suối ở trên đồi bắt cua đồng mọi người. Thường mọi người thấy bắt cua đồng ở dưới ruộng, dưới mấy cái linh kinh rạch thôi. Hôm nay mình sẽ leo đồi theo con suối này. Mọi người nghe tiếng nước chảy không? Nãy giờ mình đi cũng được mấy trăm mét rồi, mình bắt cũng được một mớ rồi. Qua trên suối rồi, đa số con nhỏ nhiều hơn. Mình sẽ đi tiếp lên trên nữa. Mùa này cũng gần như mùa khô luôn rồi, ít mưa nên là cái nước suối này nó ít lại. Chứ mà nước suối mà mưa lớn, nước suối thì lớn ngà lên thì mình không khó bắt cua. Nước suối chảy thì mình lâu lâu mình nhìn cua mình cũng khó thấy nữa. Thường cua ở suối mà nó mấy con mà nó màu nó sẽ cái mai nó màu nhạt đó mà. Mấy cái đá này là đá xanh nó có phổ biến rồi. Đá thường thấy người ta lấy đá để làm tiểu cảnh nữa. Còn cái đá trắng này, cái này gọi là thạch anh trắng đó. Nhưng cái này nó có giá trị mà giá trị nó thấp lắm, tại vì cái này nó phổ biến nhiều, vàng quý hiếm.
thường thấy bắt cua là ở dưới ruộng, cánh đồng hay là kênh rạch gì đó. Mình ít thấy bắt cua trong suối mọi người. Nhưng mà thật chất là cua ở trong suối này cũng rất là nhiều. Ban ngày thì nó trốn trong mấy hốc đá này, mình không thấy được ban đêm. Ra ngoài nó kiếm ăn. Số đi suối này là cua nhỏ thôi, suối này ban ngày mọi người nhìn đó, mọi người nhìn nó đẹp, còn đi quay không thấy đâu, không thấy rõ lắm, nhưng mà nghe cái tiếng nước suối chảy rất là thích.
Cái suối này có cả lươn nữa mọi người. Mọi người thấy con lươn không? Rất là vui. Rồi nó chạy. Còn đây là được có người không thấy à, đây rồi sẽ đây này, đây là cá đốc đá nè mọi người, nó giống như cá đốc mình ở dưới đồng á, nhưng mà cá này nó có bông hoa với trên đầu nó có hai cái râu ra, mình đẹp lắm. Suối này ban ngày thì nó như mọi người nhìn vô thì không nghĩ nó có cua nhiều vậy đâu, nhưng mà khi ban tại nó trốn trong mấy góc đá và nước chảy mình khó thấy lắm, ban đêm thì thật sự là đúng nhiều cua luôn rồi.
nó chạy tiếp thì khó khăn lắm. Ba con biết con trên như nó thì nó màu sắc đẹp. Cây rồi xuống này ngồi thức ăn nó rồi ít con số lá cây thường lá cây khô nó cũng ăn luôn. Lâu lắm mới được con hơi to. Con này đang mang con mọi người. Mình thấy con nhỏ nhất rồi. Thank you.
đi mà mình rất thích này. Dễ thấy cua với lại hay ở chỗ này đó. Trên đây là đường hơi khó đi, mình sẽ quay lại thôi nha. Đây có đất trời nè, đất đá nè. Có thành quả mình nãy giờ đây luôn. Đa số là cua nhỏ không. Đây chắc là tầm chắc hơn ký rồi.